Đây là Minh Tinh nổi tiếng có mấy triệu người nha. Hôm nay sau khi một thời gian đã quyết định chích ngừa COVID, hôm nay là chích mũi thứ hai nha. Các bạn nên đi chích ngừa nha để bảo vệ sức khỏe cho mình với gia đình nha, với cộng đồng nha. Hôm nay cho 1.000 đô chích mũi thứ hai đó. Nhưng mà không phải chính phủ cho mà là coi như là ông xã cho. Đó còn hay hơn. Được đi shopping đó nha. Biết cái này lên được không? Ở dưới. Hai đã trên xuống. Xuống. Dạ. Rồi. Chút xíu. Chị cầm đây. Dạ. Nha sĩ này mát tay lắm. Anh nha sĩ đâu? Chích nha. Là dược sĩ. Dược sĩ soi. Lần trước anh cũng lộn á, nó có nha sĩ. Về nhà mở ra coi có biết. Yeah. Dạ. Rồi mũi kim không có nhiều hết trơn á. Dạ, chị lấy kim nhỏ thôi. Dạ. Dài khoảng gan tay nữa. Trời ơi, đâm vô sâu dễ sợ luôn chị ơi. Cảm giác như sao em? Em tê tê thôi. Cứ tê tê thôi, cũng đâu đâu. Dạ, không đau. Chị ơi, em nghĩ là chích cho em đó, em thấy nôn quá à. Là ông xã nôn rồi. Em ngồi 15 phút nha. Dạ. Ok, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em.